thực trạng mua quan bán chức trong ngành công an đang diễn ra như thế nào. Vào ngày 29 tháng 10, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu phải làm tốt hơn nữa vai trò của mình. Tờ báo Việt Nam Express vào ngày 31 tháng 10 cũng đưa tin. Phi vụ chạy chức Phó Giám đốc Công an tỉnh bất thành, bản tin cho biết chiều 30 tháng 10, tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của hai bị cáo là Phúc và Tính về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vào năm 2015, một nữ bác sĩ tên là Oanh ở tỉnh Đồng Nai đã nhờ Bùi Xuân Phúc, cán bộ công an tỉnh này, cùng luật sư tên Tính tiến hành chạy cho ông Lê lên chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai với giá 14 tỷ đồng, nhưng bị lừa. Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng không có kết quả, đến tháng 3 năm 2021, khi ông Lê nghỉ hưu, bác sĩ Oanh yêu cầu bị cáo Phúc trả lại tiền, nhưng bị cáo Phúc nói đã đưa cho luật sư Tính chung chi cho người khác rồi, nên bảo Oanh tố cáo sự việc. Đáng chú ý, cũng trong thời gian trên, ngoài việc đưa cho Phúc 14 tỷ đồng để chạy chức cho ông Lê, thì bảo Oanh còn nhờ Phúc lo cho người tình của mình, là cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, được lên chức đội trưởng Cảnh sát Giao thông. Câu chuyện kể trên là một trong muôn vàn các bằng chứng về hiện vấn nạn chạy chức, chạy quyền trong ngành công an nói riêng, cũng như trong nhiều cơ quan nhà nước khác ở Việt Nam. Đây là một vấn đề nổi cộm và được công luận hết sức quan tâm. Tình trạng một số cá nhân hoặc nhóm lợi ích lợi dụng quyền lực, tiền bạc và mối quan hệ để mà đạt được các chức vụ hoặc vị trí mong muốn, thay vì dựa vào năng lực, phẩm chất và quá trình rèn luyện thực sự. Tình trạng này dẫn đến những hệ quả tiêu cực không chỉ riêng cho ngành công an, mà cả toàn xã hội. Đồng thời, vấn nạn này cũng làm giảm uy tín của ngành công an, giảm sút lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc chạy chức, chạy quyền có thể khiến cho các vị lãnh đạo rơi vào những tay người thiếu phẩm chất, năng lực và đạo đức. Như trường hợp của cựu Phó Ban Kinh tế Trung ương Thái Thanh Quý đã dựa vào Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm là đệ tử thân cận của ông Tô Lâm và sử dụng số tiền lên tới 6 triệu đô la để mua suất quy hoạch vào ghế Ủy viên Bộ Chính trị của Đại hội khóa 14 mà Thời báo mới đưa tin gần đây là một vụ điển hình như thế. Những cá nhân chạy chức mua quyền thường phải bỏ ra khoản tiền rất lớn. Đến khi đã có vị trí, vai trò quyền lực, họ phải tìm mọi cách để thu hồi vốn. Điều đó sẽ gây ra một quy trình luẩn quẩn. Đó là mua chức để tham nhũng, thu hồi vốn rồi lại mua chức, các chức vụ cao hơn trong bộ máy của Đảng và Nhà nước để tiếp tục thăng tiến và tham nhũng được nhiều hơn. Quan trọng hơn, nó đã làm mất đi cơ hội của người có thực sự có năng lực, những người làm việc có tâm, có tài, nhưng lại không có quan hệ hoặc không muốn tham gia chạy chức. Theo giới quan sát, mặc dù báo chí liên tục đưa các thông tin được cho là bất lợi cho ngành công an về tình trạng lực lượng còn đảng còn mình này tham gia buôn bán và sử dụng chất cấm hay chạy chức chạy quyền rất phổ biến. Nhưng đáng ngạc nhiên, các bài báo này hoàn toàn không bị chỉ đạo gỡ xuống như thông lệ thường thấy. Rõ ràng đã có sự chỉ đạo từ cấp cao, có thể là Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là điều có liên quan đến cuộc chiến giành quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công luận thấy rằng để giải quyết tình trạng này, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam cần phải đưa ra các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn về quy trình bổ nhiệm. Đồng thời cần phải tăng cường sự giám sát của truyền thông và báo chí với vai trò là cơ quan quyền lực thứ tư, cũng như việc nâng cao tính minh bạch và công khai trong tuyển chọn bổ nhiệm lãnh đạo để quần chúng nhân dân được biết. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thực trạng mua bán quan chức trong ngành công an đang diễn ra như thế nào. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi chống tham nhũng lãng phí, phải chăng chỉ là nói một đằng làm một nẻo? Kể từ ngày 29 tháng 10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được đổi tên thành Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Theo giới quan sát, cụm từ chống lãng phí đã xuất hiện và trở thành một hot trend vào giữa tháng 10 vừa qua, sau khi truyền thông nhà nước Việt Nam đăng tải bài viết chống lãng phí của ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong bài viết, ông Tô Lâm cho rằng
Việt Nam phải xác định việc phòng chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trên mạng xã hội đã xuất hiện không ít ý kiến nhắc lại vụ việc hết sức tai tiếng của Tô Lâm, thời làm Bộ trưởng Bộ Công an vào tháng 11 năm 2021. Đại tướng Tô Lâm đã xuất hiện trong một bữa tiệc xa hoa tại một nhà hàng ở London, Anh Quốc với mới thì bỏ rất vàng, có trị giá mỗi phần ăn khoảng 850 bảng Anh, tức là tương đương 1.200 USD. Công luận đặt câu hỏi, khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm vẫn chưa biết tiếc tiền, liệu lời kêu gọi chống lãng phí của ông có thực chất hay không? Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết, kể từ đầu năm 2024 đến nay, trong quá trình điều tra một số đại án, các cơ quan tư pháp đã tạm giữ kê biên phong tỏa trên 6.150 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Cụ thể như đại án Phúc Sơn gần 320 tỷ đồng bao gồm 2 triệu đô la, 534 lượng vàng và 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đại án công ty Xuyên Việt thuê bao gồm 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, 134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.100 tỷ đồng, 4,7 tỷ đồng tiền mặt và hơn 490.000 đô la. Đây chính là lý do đã từ lâu, dưới thời của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công luận đòi hỏi phải thu hồi triệt để tài sản do tham nhũng mà có. Có như vậy thì việc chống tham nhũng mới thành công. Công cuộc chống tham nhũng với phương châm đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là thất bại hoàn toàn. Cụ thể với quy định các lãnh đạo từ cấp ủy viên trung đảng trở lên, nếu dính chàm đến tham nhũng khi bị phát hiện sẽ được cho phép chủ động làm đơn xin thôi chức và nộp lại 2/3 tài sản tham nhũng, khi đó sẽ được miễn xử lý hình sự mà chỉ bị xử lý hành chính hay kỷ luật trong nội bộ của đảng. Đó là lý do trong các vụ việc nổi cộm của lãnh đạo cấp cao của đảng như ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ hay bà Trương Thị Mai chỉ bị buộc thôi chức vì dính líu đến việc nhận hối lộ, biển thủ tài sản của nhà nước và nhân dân nhiều triệu đô la. Họ vẫn hạ cánh an toàn và điều đáng nói là tiền bạc và tài sản tham nhũng không bị tịch thu để mà sung công quỹ. Theo giới quan sát cho đến nay, dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm, việc chống tham nhũng cũng chẳng khá hơn. Ví dụ mới đây là vụ án của cựu Bí thư Nguyễn Nhân Chiến và ban lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã vi phạm quy định với đấu thầu với hậu quả nghiêm trọng. Nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đã mắc ngoặc thông thầu với công ty IC. Tình trạng của Viện Kiểm sát tối cao vào ngày 12 tháng 9 đã truy tố 13 bị cáo, trong đó 4 quan chức bị truy tố tội nhận hối lộ, theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phải phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. A. Là của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất trị giá 1 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát tối cao đã đề nghị mức án cho 4 bị cáo là quan chức lãnh đạo nêu trên, với mức án cao nhất cũng chỉ có 4 đến 5 năm tù. Ông Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư đến nay đã tròn 3 tháng, nhưng xem ra những chủ trương mới liên tiếp gần đây cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ nói một đằng, làm một nẻo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi chống lãng phí, phải chăng chỉ là nói một đằng, làm một nẻo? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de